Xin chào, chào mừng các bạn trở lại kênh YouTube mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ tới bạn cách để cài đặt OBS trên Win 32 bit nhé. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào Google bằng một cái trình duyệt. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ điền ở đây là Win OBS 32 bit. Đó. Sau khi chúng ta đi tìm về từ khóa là OBS 32 bit thì chúng ta sẽ vào trang OBS Studio 32 bit ở trên tải phí chúng ta tải về. Các bạn vào link 1 để tải file nhé. Ở đây thì mình cũng đã tải rồi, mình sẽ ấn vào mục Download. Mở nó ra. Đây chính là OBS lúc nãy mình vừa tải. Mình sẽ ấn vào hiển thị trong mục. Sau đó thì chúng ta sẽ cài đặt ra. Chúng ta ấn run. Always ask before open before. Các bạn đợi xíu để nó mở lên nha. Cái máy này của mình là máy cấu hình khá là yếu nên là nó mở hơi lâu một xíu. Đây chip là Z34 3740 này. Tốc độ chỉ 1,3 GHz thôi. RAM 2 GB này, điều hành là 32 bit. Sau đó chúng ta ấn Next, Next, Intro để cài đặt ra. Thì nó hỏi các bạn có muốn mở OBS luôn không? Nếu mà chúng ta muốn thì chúng ta bấm Finish thì cái phần mềm OBS nó sẽ tự động mở. Ok, như vậy là đã xong rồi. Trên đây là mình đã chia sẻ về cách để tải và cài đặt OBS. Thì video mình chia sẻ đây thôi, các bạn hãy ấn nút like đăng ký kênh của mình nhé. Xin chào các bạn.